Đầu xuân năm mới 2024, các hộ nông dân chăn nuôi tằm lá sắn ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Bà con nông dân sau 2 năm trồng sắn để lấy lá nuôi tằm đến bây giờ đã là lúc bà con nông dân lên nương rẫy, đất đồi rừng để thu hoạch sắn tươi bán cho thương lái để chuẩn bị làm đất cho vụ mùa sau. Vụ mùa thu hoạch sắn củ khoai mì bắt đầu thu hoạch từ tháng 11, tháng 12 và giờ đã là tháng giêng đợt thu hoạch cuối của vụ mùa. Giá cả lúc này đã tăng hơn so với đầu mùa vụ từ 300 đồng tới 500 đồng trên 1 kg. Như vậy giá sắn củ hiện tại dao động từ 1.300 đồng đến 1.800 đồng trên 1 kg, năng suất thu hút ước tính đạt từ 30 tấn đến 40 tấn trên 1 hecta. Vụ mùa trồng sắn bắt đầu từ tháng 2 dương lịch, bà con nông dân bắt đầu làm đất trồng sắn và cho đến tháng 4. Tháng 5 bà con nông dân bắt đầu cho thu hoạch lá sắn những tầng lá gốc để chăn nuôi tằm để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đồng thời cũng tạo được công ăn việc làm cho các lao động, cũng như tranh thủ những lúc nông nhàn, góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, qua đó đời sống được nâng lên. Đồng Lương.